Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đang có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại ngày nay. Không chỉ ở những người lớn tuổi mà ngay cả ở trẻ em, tỷ lệ mắc căn bệnh này cũng ngày một phổ biến hơn. Vâng, tuy nhiên nhiều người mắc bệnh tiểu đường do thiếu hiểu biết thường có thói quen ngâm chân hay tự ý đắp các loại thuốc lá không rõ nguồn gốc. Nhưng cũng vì thói quen này mà họ đã phải đối mặt với nguy cơ cao bị nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí có người phải cắt cụt chi. Ông Nguyễn Quang Phúc, 60 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, mắc bệnh tiểu đường gần chục năm nay. Căn bệnh đã biến chứng xuống chân, khiến hai chân của ông bị đau nhức. Nghe theo một số người mách bảo, ông đã tự ý mua thuốc lá về ngâm và đắp chân mỗi ngày để giảm cảm giác tê bì, đả thông kinh mạch, làm sạch và phòng ngừa biến chứng toàn thân. Tuy nhiên, bệnh không mấy giảm mà ông lại bị nặng hơn và cuối cùng lại phải nhập bệnh viện nội tiết trung ương điều trị. Bác sĩ cho biết, việc tự ý đắp lá và ngâm chân của ông Phúc đã khiến cho hai bàn chân bị hoại tử nặng và các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật lấy các tổ chức hoại tử bị tổn thương để phục hồi đôi chân cho ông. Được biết, trường hợp như của ông Phúc không phải hiếm gặp. Đã có nhiều bệnh nhân tự ý đắp thuốc lá vào chân và tay để chữa tiểu đường và cuối cùng phải cắt cụt các chi vì hoại tử nặng. Vâng, thưa quý vị, Bệnh viện Nội tiết Trung ương là cơ sở y tế duy nhất trên cả nước có khoa chăm sóc bàn chân, đó là nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị biến chứng tiểu đường ở chân. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 3 đến 5 bệnh nhân trong tình trạng như vậy và nhiều trường hợp là tự ý sử dụng các loại thuốc lá không rõ nguồn gốc và khiến cho chân bị hoại tử nặng và thậm chí là phải cắt chân nữa.